là giới thiệu các bạn sản phẩm đó là máy thái lát lá hành, thái rau củ quả, thái chuối, thái đa năng, có thể chích rau. Có dùng dây mỏng, lát to, lát nhỏ. Đây là điều chỉnh để thái nhanh chậm này. Giảm cái tốc độ xuống à? Hết rồi à? Nhưng mà chậm chậm thì cái đó chậm thôi. Nhưng mà chậm thì nó ra nó to. Không, cái đây nhanh, cái đây chậm thì ra từ từ chậm như cái này từ từ ý. Cái này phải từ từ thì ra lát mỏng được chứ. Đó, chậm rồi. Rồi bỏ chuối rồi. Cho cái này nhanh lên một tí còn nhanh chuối cho nhanh một tí nhanh mỏng hơn đâu cái này nhanh này cái biến cái băng truyền nhanh là hăng thái hơn là sao hăng thái bán băng truyền nhanh một tí là hăng thái hơn đấy ăn dày hơn ra dày hơn như thế mà mỏng hơn như vừa rồi thấy nó mỏng thì có thể điều chỉnh được. Có thể điều chỉnh được dày mỏng. Máy này là có độ biến tần của băng truyền nhanh chậm và biến tần của lưỡi thái. Bạn có thể cho lưỡi thái nhanh chậm tùy điều chỉnh độ dày mỏng của lưỡi mà độ cắt của hoa củ quả các bạn có thể cắt tất cả được gia công 100% là inox không gỉ nha các bạn. Đấy, thái hoa chuối rất là tốt, thái hành tươi, hành lá, hành cây, hành tím, đủ các loại rau củ quả đa năng. Đấy, vệ sinh dễ dàng, tháo ốc ra, vệ sinh rau dễ dàng. Đấy, 100% lấy nước nhá. Đây là biến tần này. Đấy, biến tần này. Đấy. Đây công tác điều chỉnh là hai biến tần của hai motor và băng truyền. Đấy. Đây còn đó là máy khác nhau này, bắt đầu làm gì này, chả băm này, máy hút chân không này, máy lò mặt dầu này, máy ép mía này, máy
hoặc cam tươi này, nồi nó mở đây, máy ép thịt, máy làm giảm khí đông này, máy hái thịt tươi sống này. Máy liên hệ tươi là máy trụng này, máy tươi là máy khắc khe các bạn. Môi trường của mình là nấu chín heo ngon ở Hải Nam. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Được có rất nhiều loại máy khác nhau nha các bạn.